Ok. Bởi vì tôi này cứ chia vì tôi đã dùng pi ca anh châm bộ pê. Hãy sao đó. Số bộ này cho chất tam đàn cả cả sự cầm, khẳng cả sự cầm. Chúng ta được nít xông thọt pi bộ pê mà đồng châm bộ pê. Bộ pê này màn cái bá lắm. Sam pram. Tính màu xa muốn bùm buồn không? Chẳng phao mà hỏi bùm buồn nữa. Mê bùm bơ. Bây giờ cứ xuống chăm thế mà chẳng nắm về con bàn pi đòn hay mà đón ai miên đòn bảo bây cái bà rồi có mặc cái bà rồi có pi cái bà chứ thòm mà đá mà chung chung pi cái bà tại vì ai miên đòn bây cái bà hay bà tiếp về miên mặc cái bà rồi chừng đấy anh ấy là bà tình xa môn chụp bộ phê với anh ba anh châm để ra sao với si smart rồi hay bộ phê nên có nhầm mình tìm châm đấy hay nick có tình chỗ hôn kia tình chung buồn bốn rồi nhưng chỗ hôn kia vấn đề nhầm miền hôn tích tôi nhập nông linh thì giờ tràn bây giờ mình chung ngon tiết nhầm mình ai prap bàn đấy để xa ra mình chia bàn chỉnh châm mây dư thế mình đang đang vì việc mà chúng này và bây này tam thầm mà đang kinh dị thầm về cho chất gì sạc chờ ấy bằng tay tham bất tới về si tiếng ngọt smile việt rơi mà vì ọt rơi hề sưu mình thèm smile ấy của về si ở việt đời sao về tôi chưa bị chạp bình si sạp chạp chạy ta mà nó bình phù hơi chạp đàm thật cao tinh mót skom skom này anh ấy ạ ba cả tình mất công school mà đây là thoát ra này hay palm trà này cua sẽ lanh lên lên từ sau từ khai này khai sâu chẳng ngọt bàn bật lên cho nè hay đạ viên ở khnông rôn khnông crawl này crawl này tôi chế từng từng nâng bật đáo những phân kia hai chị đọp mẹ chìm chuyện đọc mà chứ mơ ca nhìn chấm bộ bế cái sưu mình thêm và xa ta vì mình trời ca cả lại thông cả lại tra ơn hay sưu không ca nhìn chấm tiếp xa lấy cô sư bố đài hay tầm mốc đó nhầm trong bởi cho tra ơn mình thêm và ta nít xa ca khả nhìn cho rùm bàn tích tui vậy còn ta tới khả mốc bài chìa nâng chấm khu này nếu mà cả lại ơi xa càng trong một bên này với sưu này trong video này mình sẽ chỉ ban như vậy cứ bỏ cái bài để còn trong thọ tại mơ tại bên sân chỉ bóng bồn miền chụp ngon ấy ai xua nòm bán nhầm được chi nhầm chơi tam cào ấy bên sân miền chụp ngon xem xem hay chúng phù rong người bia nhưng tờ miền thân ở bận còn đại của mình chúng ai ở lối dây tràn này rong người đấy cứ thơ tôn tịnh mình đến chúng sưu hình châm mình đến phục về tiếp sau bia cái tờ bà mình tích ra sao ta kê mình sơ tinh từ lúc từ lý tế còn đại bà sẽ là miếng của mình sao này kê đừng mò tinh ở mình chẳng ai sửa rồi và bạn đấy hãy nhưng mơ đấy hãy ôn phone này dùm này đã tên cho tam đàn channel bỏ như bạn hay channel bỏ như bạn phía chẳng kinh nghiệm bị sạch để xa đời chú chất sạch anh châm mấy vị chẳng đấy chẳng một
តាមពិតខ្ញុំក៏មានចំគោដែរគោប្រហែលជា20ក្បាលជាងតែមិនសូវបានជិតមិនដែរបានថតគោតែទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយនឹងថតគោថ្ងៃនេះដោយសារឆ្លៀតពេលមកលេងមិនដែរបានមកទេតែមិនគាត់ដាក់ចំមកខ្ញុំក៏មកលេងផ្លេចមកដោយសារថ្ងៃសៅអត់រៀនអត់អីក៏មកផ្លេចហើយក៏ថតវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនតាមដានបើសិនជាមានចំណងលេខផ្សេងៗអាចសួរអាចនាំបានខ្ញុំនឹងប្រាប់តាមនេះហើយនៅពេលខ្លះគេនឹងសួរថាហេតុអីបានចិញ្ចឹមប្រពេតើប្រពេជាសត្វមួយដែលស្រួលចិញ្ចឹមស៊ីចំណីមិនរើសហើយទីផ្សារត្បិតថាគេមិនទិញទូលំទូលាយប៉ុន្តែឲ្យតែមានប្រពេគឺដឹងតែមានដឹងតែអាចលក់បានគេមិនសូវចដើទិញឯណាច្រើនដូចគោទេប៉ុន្តែគេយើងដឹងមានប្រពេលក់យើងផ្សព្វផ្សាយទៅហើយដោយសារតែនេះមានអ្នកស្គាល់ដែរគាត់លក់សាច់ប្រពេអញ្ចឹងទៅក៏ស្រួលអត់ប្របាយមើលវាស៊ីស្ទៀតហ្មងស្មៅឯងស្រួលចាំមែនទេហើយប្រពេកូនច្រើនដងក្នុងឆ្នាំមួយឆ្នាំអាចគូន2ដងម្ដងអាចគូន2ឬក៏1ឬក៏3តាមនឹងដែរមេនេះទៅយកមកដល់ស្គមបន្តិចដែលទៀតនឹងថតហើយថ្ងៃនេះអត់ប្រឡេងដោយសារតែជុំវិញនឹងស្រូវដាក់ទឹកដោះហើយជុំវាខ្លាចខ្លាចវាស៊ីស្រូវឬក៏ដើរជន់ស្រូវអីទៅតាមធម្មតាលេងទៅក្រៅបានជាប់ជើងនេះនេះរៀនសម្រាប់វាដេកចាំដល់ទៅបកដែរចំណាយទុនតិចមែនទេវីដេអូនេះតែ10នាទីទេសម្មើទំហំរងអីផ្សេងផ្សេងទៅនេះក៏ was line ដែរជុំម្ដងទៀតមូលហេតុដែលចិញ្ចឹមប្រពេហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រពេស័ក្តិស្រួលចិញ្ចឹមងាយស្រួលឲ្យចំណីមើលស្អីក៏វាស៊ីដែរហើយមួយទៀតទីផ្សារវាមានល្អដែរបើតែគេមិនដើរទិញញ៉ៃញ៉ៃមិនដូចគោមិនដូចអីមិនដូចមាន់ឯមែនប៉ុន្តែបើសិនតែមានក៏លក់ស្រួលមិនពិបាកទេហើយមួយទៀតដើមទុនក្នុងការចំណាយហ្នឹងក៏តិចតួចមិនច្រើនដូចគោហើយកូនច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងអាចលក់បានរហូតដោយសារតែវាកូន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយម្ដងអាចមានពី1ទៅដល់3ក្បាលអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវាអាចមានកូនយ៉ាងតិចក៏4ក្បាលអីចឹង3ក្បាល4ក្បាលឬ2ក្បាលអីចឹងទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចលក់បានហើយតម្លៃទីផ្សាររបស់វា1គីឡូអាចដល់6ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារឬក៏បើសិនយើងលក់ជានេះវាអាចនឹងទៀបជានឹងបន្តិច1គីឡូ4ដុល្លារអ
chương video nó miên tập phân đến số một quân xâm lâm để tam đàn hay sự khâm thà những dục về từ anh à, vót rico miên chỉ cùng đất ấy thâm mây xâm lâm những châm xâm lâm ấy tam đàn được xem xin buổi tiếp bữa này chọn phớ cua tầm mơ thấy chấp đàm hay chấp đàm riêng này ở bàn bao hay bữa sinh nhật nhóm chưa thà bữa sinh nhật tăng chất tập phơ với môi những đại chất đại cai bỏ không riêng vì vì ở bàn chứ đó cho những chưa ta ai phơi tờ bàn phơi tờ rồi xong một con chứ đó xong chuẩn bị để trâm tập bàn này con chứ đó.